Nguyễn Quỳnh Lộc mến chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe đoạn radio này thật là trải lòng. Sau khi nhiều chuyện ồn ào xảy ra, mọi người quay quanh sư Thích Minh Tại, thì lần này lại là lần thứ hai sư Minh Tại phải ẩn tu để mà tránh sự ồn ào của mọi người làm phiền. Thì sau đây xin mọi người hoan hỷ, hồi nãy để cho sư Thích Minh Tại được ẩn tu và tu tập trên con đường của mình yên ổn và yên tĩnh. Mọi người đừng làm phiền tới sư Thích Minh Tại nữa, hãy để cho sư Minh Tại được ẩn tu tu hành tu tập được tốt đẹp hay nguyện vọng của mình. Sau đây mời quý vị khán giả cùng lắng nghe đoạn radio trải lòng này và xem lại những hình ảnh video trong những ngày qua mọi người đã quay quanh sư Minh Tại như thế nào và làm ảnh hưởng việc tu tập của sư Minh Tại phải ẩn tu. Chúc quý vị khán giả xem video vui vẻ, an vui, an lành, an lạc. Ngày 14 tháng 6, thầy Minh Tuệ lại ẩn tu lần hai. Các sư tăng khác cũng mất dấu trong đêm. Xin chào quý vị khán giả. Sáng nay, hàng ngàn Phật tử vẫn xếp hàng hai bên đường, háo hức chờ đợi để đảnh lễ và chào đón thầy Minh Tuệ đi khất thực như thường lệ. Không khí ở Gia Lai vào sáng sớm vẫn rất nhộn nhịp. Nhiều người đã đến từ rất sớm, 3 giờ, 4 giờ sáng đã có mặt, trong khi nhiều khác đã đến từ tối hôm trước. Tuy nhiên, sự chờ đợi này đã trở nên vô vọng khi thầy Minh Tuệ không xuất hiện như mọi người mong đợi. Sự ngỡ ngàng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Những câu hỏi không lời bắt đầu lan truyền trong đám đông, nhiều người không khỏi lo lắng cho tình hình của thầy. Mọi người đã hy vọng được gặp thầy, được đảnh lễ và nhận những lời khuyên từ bi từ thầy, nhưng thay vào đó là sự trống vắng và băn khoăn về lý do tại sao thầy lại không đi khất thực. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 6, một đoạn video đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh em trai của thầy Minh Tuệ xác nhận rằng thầy đã rời khỏi giường sầu riêng và chuyển đến một nơi khác để tiếp tục ẩn tu. Không còn đi được như vậy nữa, tại vì thầy đã đi ẩn tu ở nơi khác rồi, không còn ở nơi vườn của em nữa. Cảm ơn anh. Video này, mặc dù chưa được xác thực hoàn toàn về độ chính xác, nhưng đã làm dấy lên nhiều suy đoán trong cộng đồng Phật tử. Những người theo dõi và ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ đã liên kết sự việc này với sự vắng mặt của thầy vào sáng hôm nay. Và nhiều người tin rằng thầy Minh Tuệ đã chọn cách ẩn tu lần thứ hai để đảm bảo sự thanh tịnh và bình yên cho bản thân cũng như cộng đồng. Không nhìn thấy sư, mọi người đã kéo nhau vào cốc, nơi an trú của sư Minh Tuệ mấy ngày hôm nay. Sự thật là thầy đã không còn ở đó, chỉ có em trai của thầy ra tiếp mọi người. Quyết định này có lẽ được thầy đưa ra sau khi nhận thấy rằng tình hình không có nhiều thay đổi so với trước đây. Sự tập trung đông đúc của người dân và Phật tử đã tạo ra những phiền hà không mong muốn, không chỉ ảnh hưởng đến thầy mà còn đến gia đình và người thân của thầy Minh Tuệ. Những ngày gần đây, sự xuất hiện của đông đảo người dân và Phật tử tại giường sầu riêng nơi thầy ẩn tu đã tạo ra cảnh tượng nhốn nháo và không còn giữ được sự yên tĩnh cần thiết cho việc tu hành. Bên cạnh đó, gia đình và người thân của thầy Minh Tuệ cũng bị làm phiền, cha mẹ thầy cũng đã lớn tuổi. Việc phải tiếp khách thập phương cả ngày dài, không có thời gian nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình và sức khỏe, làm xáo trộn cuộc sống bình yên thường ngày của họ. Trước tình hình này, thầy Minh Tuệ đã chọn cách ẩn tu lần thứ hai, hy vọng mang lại sự bình yên cho tất cả mọi người và tiếp tục con đường tu hành của mình trong sự thanh tịnh và tĩnh lặng. Nhiều Phật tử và người dân đã bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ quyết định của thầy Minh Tuệ. Họ hiểu rằng con đường tu hành là một hành trình dài và gian nan, đòi hỏi sự tĩnh lặng và tập trung cao độ. Sự tập trung đông đúc và chú ý quá mức có thể gây ra những phiền toái và làm mất đi sự thanh tịnh mà thầy Minh Tuệ luôn hướng tới. Vì vậy, việc thầy chọn cách ẩn tu lần thứ hai không chỉ là một hành động để bảo vệ bản thân mà còn là một cách để duy trì và phát huy những giá trị tinh thần cao đẹp mà thầy đang theo đuổi. Mặc dù sự vắng mặt của thầy Minh Tuệ đã để lại một khoảng trống lớn,
nhưng các Phật tử và người dân vẫn bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với quyết định của thầy. Nhiều người đã bày tỏ sự thông cảm và thấu hiểu về lý do thầy chọn cách ẩn tu lần thứ hai. Họ nhận ra rằng, để thầy có thể tiếp tục con đường tu hành một cách hiệu quả và ý nghĩa, sự yên tĩnh và tĩnh lặng là điều không thể thiếu. Dù thầy đã ẩn tu, nhưng hành trình tu hành của thầy vẫn tiếp tục. Sự ẩn tu không có nghĩa là thầy sẽ dừng lại, mà ngược lại, thầy sẽ tiếp tục con đường tu hành trong một môi trường yên tĩnh và tĩnh lặng hơn. Các Phật tử và người dân vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ thầy từ xa, mong rằng thầy sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường tu học của mình. Về phía các sư đang trên đường bộ hành đến Gia Lai, sáng nay tung tích của họ vẫn chưa được rõ ràng. Người dân đã đến tại nơi nghỉ ngơi của nhóm sư Như Ngộ và nhóm sư Minh Trí từ sáng sớm, nhưng không thấy bóng dáng các thầy đâu, chỉ còn lại những tấm chiếu nằm trơ trọi và đống lửa sưởi ấm vẫn chưa tắt hẳn. Không biết các sư có đi bộ hành sớm hay không? Điều này gây hoang mang và lo lắng cho mọi người. Họ biết rằng các sư thường dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi, nhưng lần này lại để lại những dấu vết chưa hoàn toàn được thu xếp, tạo nên một không khí lo âu và bất an trong lòng những người dân mến mộ và theo dõi các thầy. Người dân cảm thấy bối rối và không biết liệu có chuyện gì bất thường đã xảy ra hay không. Những người dân và Phật tử theo dõi gần xa, không chỉ đơn thuần là người theo dõi, mà họ còn trở thành một phần của hành trình này, với những cảm xúc và tình cảm sâu sắc dành cho các sư. Mọi người đều mong chờ và hy vọng các sư sẽ sớm xuất hiện trở lại, tiếp tục con đường tu hành đầy gian nan nhưng cũng đầy ý nghĩa của mình. Trước đó vào chiều ngày 13 tháng 6, nhóm của sư Minh Tự, sư Giác Ngộ và bốn sư khác đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ lực lượng chức năng huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Sau khi được hỏi về nguyện vọng của mình, các sư đã bày tỏ mong muốn sớm được đến Gia Lai để đảnh lễ thầy Minh Tuệ. Hiểu được tâm nguyện này, cán bộ huyện có nói là sẽ hỗ trợ phương tiện để nhanh chóng đưa các sư đến Gia Lai. Mong là với sự giúp đỡ kịp thời, nhóm của sư Minh Tự và sư Giác Ngộ đã có thể tiếp tục hành trình của mình một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu nhóm của sư Như Ngộ và sư Minh Trí có nhận được sự hỗ trợ tương tự từ chính quyền hay không? Nếu có, thì hành trình của họ cũng sẽ được rút ngắn và bớt gian nan hơn. Tuy nhiên, nếu không, họ sẽ phải tiếp tục hành trình và đối mặt với những thử thách lớn hơn trên con đường dài phía trước. Nhiều người theo dõi luôn mong chờ sự hội ngộ của các sư cùng người thầy của mình, thầy Minh Tuệ. Hành trình bộ hành của các sư, kiên trì giữ giới suốt 10 ngày qua, là một minh chứng cho lòng tận tụy và khát khao quá lớn được gặp lại vị sư phụ kính yêu. Trong suốt hành trình, các sư không chỉ đối mặt với những gian nan về thể chất mà còn là thử thách về tinh thần. Họ đã nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính quyền địa phương, nhưng phần lớn hành trình vẫn là sự nỗ lực tự thân, dựa vào niềm tin và sự kiên định trong lòng. Mỗi bước chân của họ đều mang theo tâm nguyện gặp lại thầy, cùng với những giá trị tinh thần mà họ đã được thầy Minh Tuệ truyền dạy. Cuộc hội ngộ này không chỉ mang lại niềm vui cho các sư mà còn cho tất cả những ai đã theo dõi và ủng hộ hành trình của họ. Nó sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ, một cột mốc quan trọng và là một nguồn động viên lớn lao cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự bình an và giác ngộ trong cuộc sống. Cầu mong cho các sư sẽ sớm đạt được ước nguyện và được hội ngộ cùng thầy Minh Tuệ trong thời gian sớm nhất. Với tình hình tụ tập đông người như hiện tại, không rõ liệu lực lượng chức năng có hỗ trợ các thầy về Gia Lai hay không, hay sẽ hướng dẫn các thầy quay về địa phương để tiếp tục tu tập tại gia. Việc hỗ trợ các thầy về Gia Lai có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện hội ngộ, nhưng cũng cần có biện pháp để đảm bảo rằng sự hiện diện của họ không gây ra sự tụ tập đông đúc và mất trật tự. Một lựa chọn khác là hướng dẫn các thầy quay về địa phương, nơi họ có thể tiếp tục tu tập trong môi trường yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra sự thất vọng cho các sư, những người đã vượt qua nhiều khó khăn để đến gần Gia Lai. Hành trình này cũng là dịp để các sư chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bước trên con đường tu tập. Mỗi địa điểm các sư đi qua đều để lại dấu ấn sâu sắc,
không chỉ trong lòng người dân mà còn trong chính hành trình tâm linh của họ. Sự đón tiếp chu đáo và tận tình từ người dân là nguồn động viên lớn lao, giúp các sư vượt qua mọi khó khăn và thử thách, tiếp tục kiên định trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ và bình an nội tại. Tuy nhiên, nhóm của thầy Minh Trí và nhóm của Như Ngộ, vì đi khất thực vào nhà người đồng bào, nên thức ăn không được phong phú như các sư khác. Hy vọng các sư sẽ có đủ sức khỏe, tiếp tục vượt đèo. Hiện tại các sư không còn đi chung đoàn mà tách nhau ra, người đi trước, người đi sau, nhưng vẫn cùng một cung đường, nên chắc các sư sẽ sớm gặp lại nhau. Chiều ngày 12 tháng 6, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra khi cha của thầy Minh Tạng cùng người thân đến thăm gia đình thầy Minh Tuệ. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là sự thăm hỏi thông thường mà còn là sự đồng cảm và chia sẻ giữa những bậc sinh thành. Cả hai đều hiểu rõ những khó khăn và thử thách mà con mình phải đối mặt trên con đường tu hành. Chính vì vậy, họ dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Điểm chung giữa họ là tình yêu thương vô điều kiện và sự ủng hộ mạnh mẽ cho con cái trên con đường tu tập. Dù biết rằng con mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, hai người cha vẫn luôn đứng sau, là nguồn động viên lớn lao, khuyến khích và tôn trọng quyết định tu hành của con. Sự ủng hộ này không chỉ giúp các thầy có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình tu tập mà còn là biểu hiện của lòng từ bi và trí tuệ mà họ đã truyền dạy cho con mình. Đây thật sự là hình ảnh đẹp về tình phụ tử và sự hy sinh cao cả, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự ủng hộ và tình yêu thương gia đình trong mọi hoàn cảnh. Quý vị thân mến, thế kỷ 6 trước công nguyên, tại vùng đất dưới dãy núi Himalaya hùng vĩ, một chàng trai hoàng tử trẻ xuống tóc đi tu hành. Chàng quyết định từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, vợ đẹp con khôn để dấn thân vào tìm cho được đạo. Trải qua đau đớn khổ hạnh, có những lúc bị quấy nhiễu xua đuổi, chàng trai ấy cuối cùng đã giác ngộ, rồi đem phổ biến những tư tưởng của mình khắp chúng sinh, tạo ra một tôn giáo tồn tại bền vững hàng nghìn năm cho đến ngày nay. Đó chính là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca, người sáng lập ra một trong những tôn giáo lớn nhất và lâu đời nhất thế giới. Phật giáo suốt bề dày lịch sử tồn tại với hàng nghìn thế hệ sùng kính trên khắp địa cầu, nhưng Phật giáo vẫn bị một bộ phận coi là một tôn giáo đầy sự mê tín. Họ thấy những pho tượng Phật sơn son thép vàng và nghe tiếng chuông mõ trống phách thì cho đó là sự sùng bái ngẫu tượng không có thật. Lại thấy cách sinh hoạt của tăng ni trong các tu viện thì họ cho là những ký sinh trùng của xã hội, chỉ lo nhận các bố thí chứ không chịu lao động để kiếm cái ăn. Rồi có không ít kẻ qua thời đại, lợi dụng sự sùng kính của các Phật tử mà vẽ vời thêm những thứ thần thánh màu nhiệm, chẳng hạn như cúng dông, khiến cho nhiều người có tư tưởng hiện đại đặt câu hỏi liệu Phật giáo có phải khoa học hay không. Hôm nay chúng ta hãy cùng giải đáp thắc mắc ấy. Con người ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu khoa học vĩ đại, làm thay đổi thế giới một cách đáng kể. Đỉnh cao nhất đó là sự phát triển của các công nghệ tự động. Trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta làm việc, thậm chí là suy nghĩ. Điều ấy sở dĩ đạt được là dựa trên nền tảng của khoa học. Con người đã đạt được những khám phá mới trong sự thực hành khoa học. Khi những khám phá mới này không thể được giải thích bởi các lý thuyết khoa học ban đầu, người ta lại tiếp tục đưa ra những giả thuyết khác nhằm thỏa mãn những vấn đề đã được khám phá đó. Một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi thường phải hội tụ ba điều kiện. Thứ nhất, hệ thống lý thuyết của nó phải nhất quán, nghĩa là nó phải tự giải thích và không tự mâu thuẫn. Thứ hai, nó phải có khả năng mô tả chính xác những phát hiện đã có, đó là giả thuyết có thể tự hoàn thiện và phù hợp với các thực nghiệm khoa học hiện có. Thứ ba, theo giả thuyết này, một số suy luận và dự ngôn có thể được rút ra và những dự đoán này có thể được xác minh bằng các thí nghiệm và quan sát trong tương lai. Khi ngày càng có nhiều suy luận và dự đoán được đưa ra, giả thuyết khoa học này được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi và giả thuyết khoa học này được gọi là lý thuyết khoa học. Nếu lý thuyết mô tả này giải thích và hướng dẫn đối tượng thuộc diện rộng và quan trọng, thì lý thuyết này được gọi là lý thuyết khoa học vĩ đại. Như cơ học Newton,
thuyết tương đối của Einstein, cơ học Newton áp dụng cho tất cả các vật thể dĩ mô quy luật tuân thủ khi không tiếp cận với sự vận động của tốc độ ánh sáng. Thuyết tương đối có thể mô tả vận tốc thấp của tất cả các vật thể dĩ mô ở tốc độ ánh sáng tương đối và quy luật tiếp cận khi chuyển động tốc độ cao của ánh sáng. Khi hai lý thuyết này được đề xuất, người ta có thể giải thích những vấn đề mà trước đây mọi người không thể giải quyết. Với các lý thuyết khoa học đã cũ và những suy luận cùng tiên đoán dựa trên chúng về sau được chứng thực bởi nhiều sự quan sát của các nhà khoa học. Thuyết tương đối là một khái quát về cơ học Newton và cơ học Newton là một trường hợp đặc biệt ở tốc độ thấp của thuyết tương đối. Bởi vì về mặt thích ứng của hai lý thuyết này vô cùng rộng lớn, cho nên Newton và Einstein được thế giới công nhận là các nhà khoa học vĩ đại nhất. Lý thuyết của họ là lý thuyết khoa học vĩ đại nhất. Phóng vệ tinh lên trời, chạy tàu ngầm dưới biển, thi đấu thể thao, quan sát thiên văn đều phải tuân thủ theo chế ước của quy luật mà lý thuyết đã mô tả. Tương tự như vậy, Phật giáo cũng có đầy đủ ba đặc điểm của lý thuyết khoa học. Trước hết, lý thuyết Phật giáo là tự nhất quán và hài hòa. Tứ thánh để tóm tắt hiện tượng nhiều đau khổ trong cuộc sống, nhân sinh chỉ ra nguyên nhân gây đau khổ và đưa ra cơ sở lý thuyết cùng với phương pháp tu tập để điều phục thân tâm. Thứ hai, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã đề xướng những đạo lý cơ bản của vũ trụ và nhân sinh, giải thích nhiều hiện tượng xã hội và nhân sinh. Quan trọng hơn là nhiều người lắng nghe lời dạy của Đức Phật để tu tập, và có rất nhiều người đã trải nghiệm nhiều cảnh giới khác nhau như Phật học đã chỉ ra. Cho nên Phật giáo đã giành được sự ủng hộ của nhiều người và đã có sự ảnh hưởng rất rộng lớn. Phật giáo có tính thực nghiệm rất cao. Tuân theo sự hướng dẫn của Đức Phật, những người tu tập thực hành theo giới luật có thể ít hay nhiều chứng thực và khẳng định lời của Đức Phật đều là chân thật. Phật học không phải là triết học thuần túy về lý thuyết mà là một môn khoa học thực nghiệm có tính thực tiễn rất mạnh, mặc dù nó còn bao hàm những triết lý vĩ đại. Dựa theo Phật học để thực hiện việc tu hành tức là học Phật. Thứ ba, một số hiện tượng tự nhiên được mô tả bởi Phật giáo là quan sát thực tế cho những người đã đạt được các kỹ năng tâm linh tương ứng. Nhưng đối với những người bình thường, họ chỉ có thể tin điều đó, nhưng quan sát dưới góc độ khoa học tự nhiên ngày nay, đó chính là lời dự đoán khoa học của những người vĩ đại. Đức Phật đã nói hơn 2.500 năm về trước rằng có 84.000 con vi trùng trong một giọt nước và có 3.000 đại thiên thế giới trong cấu trúc của vũ trụ, được các nhà vi sinh học và thiên văn học của khoa học hiện đại ngày nay xác nhận là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Một số người bây giờ do không hiểu biết một cách đầy đủ về Phật giáo nên cáo buộc Phật giáo là mê tín dị đoan và không khoa học. Trên thực tế, một số ít những người này lại không hiểu biết đủ về khoa học. Họ có thái độ mê tín khoa học và thiếu tinh thần khoa học chân chính. Sáu đạo luân hồi và nhân quả báo ứng của Phật giáo thường bị người ta công kích cho rằng đó là những điều mê tín. Một trong những lý lẽ của những người này là khi ai đó đã làm điều ác mà không có quả báo xấu xuất hiện. Có người đã từng làm việc tốt nhưng không thấy nhận được quả báo lành. Thực ra, những người này không hiểu được rằng khi nghiệp lực trong sáu nẻo luân hồi chín mùi thì mới nhận được quả báo. Lập luận thứ hai là tại sao không ai có thể nhìn thấy quả báo luân hồi. Sự thật là từ khi Phật giáo ra đời đến nay đã hơn 2.500 năm, nơi lịch sử và kinh điển Phật giáo đã ghi chép lại nhiều người tu đạo đã chứng minh được thần thông và có thể thấy được sự vận hành trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài đã xuất hiện trước Đức Thích Ca rất lâu, từ thời rất xa xưa. Quốc vương Kiều Thi Ca, sau khi nghe một vị Phật thuyết pháp, liền bỏ ngôi xuất gia tu hành, lấy hiệu Pháp Tạng. Ông phát ra 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh, trong đó có đại nguyện rằng sau khi tu thành, Phật sẽ tịnh hóa một thế giới và biến nó thành một trong những vương quốc thanh tịnh và đẹp đẽ nhất. Chúng sinh nào hướng niệm đến Ngài sẽ được tiếp dẫn để giảng sinh ở đó. Sau này, Ngài hoàn thành đại nguyện và thành Phật A-di-đà. Thế giới tịnh hóa của Ngài thường được Phật tử hình dung là chốn Tây Phương Cực Lạc. Phật tử ngày nay khi chào nhau sẽ chắp tay và nói Nam Mô A Di Đà Phật. Đó chính là chúc nhau được khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, làm nhiều điều tốt. Một vài từ đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng sâu xa và rộng lớn,
phải không nào? Trong các ngôi chùa, bạn sẽ nhận ra tượng Phật A-di-đà có các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, miệng thoáng nụ cười cảm thông cứu độ, khoác trên người áo cà sa màu đỏ. Phật A-di-đà có thể ở tư thế đứng, tay phải đưa ngang vai chỉ lên, tay trái đưa ngang bụng chỉ xuống, hai lòng bàn tay hướng về phía trước. Trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau làm thành vòng tròn. Trước ngực Ngài có chữ vạn. Các chùa hay thờ tượng Ngài đứng giữa, bên tay trái của Phật A-di-đà là Bồ Tát Quán Thế Âm, bên tay phải của Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ba vị này được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đây là vị Phật dễ thương nhất trong mắt chúng ta, nhưng hình ảnh này không phải Phật Di Lặc. Trong kinh điển Phật giáo, chúng ta biết Đức Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, là vị Phật đã truyền lại giáo pháp cho các tín đồ. Ngày nay, những giáo pháp của các Đức Phật đều chỉ tồn tại khoảng vài nghìn tới vài vạn năm rồi sẽ dần bị hậu thế hiểu sai và cuối cùng bị lãng quên. Phật Thích Ca dự đoán giáo pháp do Ngài truyền dạy sẽ bị lãng quên sau 5.000 năm. Rất lâu sau đó, vị Phật kế tiếp mới xuất hiện, đó là Phật Di Lặc. Ngài sẽ là bậc giác ngộ, pháp và thuyết lại cho chúng sinh, tương tự như những vị Phật khác đã làm trong quá khứ. Ban đầu, Di Lặc được mô tả như một vị hoàng tử thanh mảnh, tuấn tú, thường mặc trang phục hoàng gia Ấn Độ. Trong Phật giáo Tây Tạng, Di Lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Vậy ông mập khoe bụng này là ai? Tương truyền, ở Trung Quốc thế kỷ thứ 10 có vị Bố Đại Hòa Thượng, nghĩa là Hòa Thượng túi giải, được cho là hóa thân của Phật Di Lặc. Ngài nói năng vô định, mũ nghĩ tùy chỗ, thường dùng cây gậy quẩy một túi vải để đựng những vật người cúng dường. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều màu nhiệm lạ. Tương truyền trước khi viên tịch, Ngài đã đọc bài kệ Di Lặc. Thật Di Lặc biến trăm ngàn ước thân, thường hiện trong cõi đời, người đời chẳng ai biết. Sau khi viên tịch, người dân vẫn thấy Bố Đại mang túi vải xuất hiện ở châu khác, tin rằng ông chính là hóa thân của Di Lặc. Người đời sau thường thể hiện hình ảnh Phật Di Lặc dưới dạng Bố Đại mập tròn vui vẻ. Dù sao thì, bạn có công nhận là nhìn vào tượng Phật Di Lặc bao giờ chúng ta cũng có cảm giác vô lượng từ tâm thanh thản nhẹ nhàng không? Nếu như nụ cười của Đức Thích Ca được gọi là nụ cười an lạc, thì nụ cười của Đức Phật Di Lặc là nụ cười hoan hỷ, là tấm lòng bao dung độ lượng vô bờ bến. Tướng lỗ tai dài biểu thị sự từ ái, lỗ tai biết lắng nghe, ai khen cũng cười, ai chê cũng cười, chẳng phật lòng ai. Tướng bụng tròn thể hiện lòng từ bi rộng lớn, để chứa hết mọi chuyện buồn thế gian. Ngày nay, tượng của Ngài thường đặt ở ngay giữa cửa ra vào chánh điện của chùa hoặc trong sân chùa, trên lối đi vào chánh điện. Có nơi thờ tượng Phật Di Lặc lại thêm 6 chú tiểu bám ở quanh mình, biểu trưng cho 6 căn của một con người gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đại ý là phàm phu chúng ta không thể tự điều khiển 6 căn nên mới đau khổ. Còn Phật Di Lặc đã hoàn toàn điều khiển được nên luôn an lạc, tự tại và hoan hỷ. Quán là quán sát, thế là thế gian, âm là âm thanh. Vì thế, Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát quan sát âm thanh đau khổ thế gian mà cứu độ một cách tự tại, nên Ngài cũng có tên là Quán Tự Tại hay là Quán Thế Tự Tại. Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát gắn liền với câu chuyện về Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện mà chúng ta đã vô cùng quen thuộc, phải không nào? Còn theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát vốn là một vị cổ Phật trong quá khứ, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng vì cảm thông sâu sắc với nỗi buồn của chúng sinh, nên Ngài quay trở lại làm Bồ Tát, lấy hiệu là Quán Thế Âm để cùng với Đức Phật A-di-đà dẫn dắt chúng sinh đến cõi cực lạc. Đến đây, các bạn sẽ thắc mắc, vị Bồ Tát này là nữ hay nam? Câu trả lời sẽ phá nát tuổi thơ của nhiều người. Mười phương chư Phật không hề có nữ thân. Hình tượng của người chỉ là hình ảnh thể hiện, chứ không phải là Phật thân của người. Do Ngài thương chúng sinh như mẹ thương con, nên người ta thường tạc tượng Ngài mang hình dáng người nữ. Ngoài ra, Ngài có 32 ứng hóa thân, nghĩa là để cứu độ chúng sinh, Ngài sẽ chọn bất kỳ thân tướng phù hợp nào để hiện thân. Ngày nay,
chúng ta quen thuộc với hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát tay phải cầm nhành dương liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để tưới mát chúng sinh, trên đỉnh đầu có hình Đức Phật A-di-đà. Trong các ngôi chùa, chúng ta sẽ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên tay trái Phật A-di-đà, bên phải là Bồ Tát Đại Thế Chí, làm thành Tây Phương Tam Thánh, tức ba vị thánh cõi Tây Phương sẽ giáo hóa chúng sinh mười phương cầu về cực lạc. Đây có lẽ là vị Bồ Tát có hình tượng thú vị nhất, Thiên Thủ Thiên Nhãn, nghĩa là ngàn mắt ngàn tay. Nhưng đừng hiểu theo nghĩa đen là đúng một ngàn, mà ở đây ám chỉ một số lượng nhiều vô số kể, không đếm được. Do đó, hình tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn trên thực tế tại các chùa có thể có hơn một ngàn tay, cũng có thể có vài chục tay hay vài trăm tay. Các tài liệu Phật giáo đưa ra nhiều quan điểm về nguồn gốc của Ngài. Có nơi cho rằng Ngài là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, có nơi lại nói Ngài là hóa thân của Đức Như Lai. Giả thuyết tôi thích hơn cả đó là Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay vốn xuất thân trong nhân gian. Ở khắp mọi đời, có rất nhiều người bình thường trong chúng ta tích cực làm từ thiện từ tâm, giúp đỡ vô điều kiện cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ, thiên tai, bệnh tật. Mới bắt đầu họ chứa một tấm lòng với hai tay đơn độc, một đôi mắt cảm thông. Những lòng từ bi của họ lâu dần lan rộng cảm hóa những người xung quanh. Thêm người góp thêm một bàn tay, ngàn người tạo thành ngàn cánh tay. Với tinh thần vô ngã vị tha tuyệt đối, không danh không lợi, Bồ Tát cũng nghìn mắt để thấy khắp thế gian và nghìn tay để cứu vớt chúng sinh. Bàn tay tượng trưng cho hành động, con mắt tượng trưng cho sự xem xét và thấu suốt. Hình con mắt trong lòng bàn tay tượng trưng cho ý nghĩa, hễ mắt để đâu thì tay theo đó. Hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sinh khổ nạn là Ngài ứng hiện và giang bàn tay từ bi ra để cứu giúp tức thì. Chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là bài chú quen thuộc, gần gũi, phổ biến nhất với tất cả mọi người. Và còn rất rất nhiều vị Phật và Bồ Tát phổ biến mà trong một video tôi khó lòng kể hết. Bản thân tôi cũng không theo tôn giáo nào, nhưng luôn tôn trọng và thích thú tìm hiểu ý nghĩa ẩn dụ đằng sau những biểu tượng và lời giảng tôn giáo. Không cần phải trở thành Phật tử để học theo Phật Thích Ca, biết yêu thương và vị tha không phân biệt. Học Phật A-di-đà cách hướng thiện vượt qua phiền muộn, học Đức Di Lặc hỷ xả không cố chấp, và học Quán Thế Âm và Phật nghìn mắt nghìn tay lòng từ bi bác ái, thấu hiểu cho nỗi đau của người khác. Đối với tôi, Phật giáo còn hơn cả một tôn giáo, đó là một môn khoa học, một lối sống. Các bạn có đồng tình với ý kiến này? Hãy để lại bình luận cũng như góp ý nếu chúng tôi có gì sai sót.